Helen xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, thì hôm nay Helen sẽ làm cái video clip có tất cả mọi người coi cái vườn của Helen và hỏi Helen là chị ơi chia sẻ cái loại phân nào trồng ở ngoài đất và trồng trong chậu. Thì hôm nay Helen hỏi ông xã Helen nha, chứ Helen không có trồng nha cả nhà. Ông xã Helen làm hết. Ông xã Helen rất là giỏi làm vườn, chứ Helen không có làm nha cả nhà ơi. Thì ông xã Helen cũng có chia sẻ với Helen, nói cho tất cả mọi người là chỉ cho tất cả mọi người cái loại phân nào trồng ở bên ngoài đất và cái loại phân nào trồng ở trong chậu cho cây nó tốt. Thì trên thị trường rất là nhiều loại phân nha cả nhà. Thì theo ông xã Helen là trồng nay cũng 4 năm rồi, thì cây cối cũng chết rất là nhiều, cho nên cũng học hỏi rút kinh nghiệm rất là nhiều để mình mua những cái loại phân nào trồng cho cây nó tốt và trồng ở trong chậu. Thì Helen sẽ quay một vòng những cái cây nào trồng trong chậu cho cả nhà coi nha cả nhà. Thì Helen cũng chia sẻ những cái phân đó luôn. Hôm nay Helen sẽ chia sẻ những cái loại phân nào mà trồng ở ngoài đất với lại trồng trong chậu nha cả nhà. Thì có rất nhiều người hỏi Helen trồng cái loại phân nào. Thì hôm nay Helen sẽ chia sẻ. Thì đây cái loại phân này thì trên thị trường rất là nhiều loại phân. Thì Helen dùng cái loại phân này là Miracle-Gro Garden Soil nha cả nhà. Cái loại này là thường thường bán ở ngoài Home Depot, nó giá bán là 5 đồng, có khi 4 đồng, mà tới gần hết mùa hè thì nó sale 2 đồng nha cả nhà. Thì cả nhà muốn biết mua cái lúc sale thì chờ khi nào mà gần hết mùa hè thì mình sẽ ra những cái tiệm Home Depot mình canh nó để mình mua. Rất là nhiều loại phân nhưng mà mình dùng loại này nha cả nhà. Đây, cái loại này là giá bây giờ á, hiện giờ nó không có sale, là 4 đồng, chưa thất thế nha cả nhà. Cái loại này là mình trồng ở ngoài đất đây, chứ mình không có trồng trong chậu cái loại này được nha cả nhà. Tại vì cái này nó không có tốt. Đây, cả nhà thấy không? Nó để chỉ 3 tháng thôi là mình trồng ngoài đất. Thì cái loại phân này là loại phân thứ hai, nó cũng gọi là Miracle-Gro, mà cái bao của nó màu xanh này nha cả nhà. Ở dưới cái ít bao nó có cái bông hướng dương bự nha cả nhà. Thì cái loại phân này để dành trồng ở trong chậu. Thì đây cả nhà ơi, giá của nó là thất thế luôn là 16 đồng đô. Thì mình để dành trồng trong chậu thôi, chứ ngoài đất là mình trồng không có nổi đâu nha cả nhà, rất là mắc. Thì Helen sẽ quay cho cả nhà xem cái chữ của nó là Feed up to 6 months nha cả nhà, là nuôi dưỡng cây trong vòng 6 tháng. Thì mình sẽ mix cái phân này, 3 phần phân, 1 phần đất, mình trộn lại cho đều rồi mình đổ vô trong cái chậu. Rồi mình đặt cái cây xuống nha cả nhà. Cả nhà ơi, cây này là cây táo tàu nha cả nhà. Thì cái chiều cao của nó khoảng một thước trở lại thôi nha cả nhà, chứ nó không có cao gì mấy. Mà ông xã hay lên trồng ở trong chậu nha cả nhà. Đây, cả nhà thấy cái chậu không? Nó rất là nhỏ chứ nó không có lớn nha cả nhà. Mà cái trái của nó đậu đạt khoảng 80% nha cả nhà. Cả nhà coi trái của nó nè, cả nhà thấy ham không? Cái loại táo này là mình trồng ở ngoài đất chứ không phải trồng trong chậu, nhưng mà ông xã hay là thích trồng ở trong chậu để làm kiểng. Nhưng mà trái nó rất là nhiều cả nhà ơi. Cả nhà hay là theo quay hết vòng vòng cho cả nhà xem, rất là nhiều trái. Đây, là bông lên tới ngọn, nó còn một lớp trên ngọn nữa. Đây, hay là sẽ quay xa cho cả nhà xem. Thì cái táo nó cũng không có lớn cả nhà, mà trồng trong chậu đó. Thấy cây táo trái rất là nhiều. Bữa nay cái trái của nó nhiều quá, nó nặng rồi, nó quằn xuống nha cả nhà.
ông xã thì mình sẽ buộc nó lại, địch nó trở lên cho nó không có bị gãy nhánh nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ đổi cái cây trúc cao hơn nữa. Cái cây này nó có chiều cao khoảng 1 thước. Lúc trước mua nó có chút xíu rồi nha cả nhà, rồi mình trồng trong chậu. Giờ nó lớn rồi thì phải đổi cái cây trúc mới nha cả nhà, chứ thôi trái nhiều quá nó nặng á, rồi nó quằn xuống nó sẽ gãy cái cây, cái nhánh của nó nha cả nhà. Cả nhà nhìn nè, trái rất là nhiều luôn. Thấy vậy chứ trồng cây khó lắm nha cả nhà. Thì bây giờ cái táo nó đã đứng lên rồi nè, nhìn nó thẳng rồi nha cả nhà. Tại Helen quay gần chứ thật sự xa. Cái cây nó khoảng 1 thước rồi nha cả nhà, chứ nó không có cao hơn nữa đâu. Trái nó quá nhiều đi cho nên bây giờ nó quằn mấy cái nhánh, nếu mà mình không làm thì gió nó gậy sẽ gãy mấy cái nhánh rồi trái nó hư hết nha cả nhà. Chơi chuyện khó lắm cả nhà ơi, nhưng mà ai thích thì mới làm được nha cả nhà. Ông xã hay là ở ngoài vườn từ giờ 5:30 sáng mà tới 10 giờ đi làm, chiều 7 giờ về là ở tới 10 giờ phia nha cả nhà. Bây giờ mình kéo mấy cái nhánh lên để mình buộc cho nó đứng lên, nhưng mà sợ cái trái nó rớt nữa, phải làm nhẹ nhẹ như con nít vậy đó. Cả nhà ơi, bây giờ cái cây nó rất là đẹp rồi nha cả nhà, nó đứng thẳng lên hết rồi. Cả nhà ơi, thì hồi nãy hay là mình có nói là cái bao phân giá 16 đồng để trồng trong chậu, thì cả nhà nhìn nè, cái phân của nó có cái những cái hột trắng trắng ở trong cái phân của nó. Thì cái phân này dành đặc biệt là trồng trong chậu thôi nha cả nhà, chứ trồng ngoài đất thì rất là mắc, nhiều tiền lắm, mình trồng ở ngoài đất trồng không nổi đâu nha cả nhà. Thì tùy theo cái cây, cái loại cây nào mà lớn thì mình trồng trong cái chậu lớn, còn những cái cây nhỏ thì mình trồng trong chậu nhỏ nha cả nhà. Thì mình dùng 3 phần phân cộng lại 1 phần đất pha trộn đều với nhau, thì mình cho vô chậu rồi mình sẽ đặt cái cây xuống. Cả nhà thấy trái của nó không? Rất là nhiều trái, mà nói là không có cái cành nào mà để mà không có trái hết nha cả nhà. Thì hai lần sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người trồng. Cả nhà ơi, thì hai lần có nói cái giá bao phân là 16 đồng thì mình để dành trồng trong chậu, tại vì lúc này cũng qua cái thay phân rồi cho nên hai lần cũng không có thay được mà chia sẻ cho cả nhà. Thì nói cho cả nhà biết, cái phân này trồng trong chậu, thì cả nhà ơi, đầu tháng 4 của mùa hè thì cả nhà đổ cái phân ra, mình trộn 3 phần phân 1 phần đất lại với nhau, rồi mình cho vô chậu, rồi mình đặt cái cây xuống nha cả nhà. Thì một năm mình sẽ đổi cái phân này 2 lần. Đầu tháng 4 thì mình đổi phân rồi đặt cây xuống, rồi đầu tháng 10 mình chuẩn bị đem cây vô trong nhà. Thì cả nhà
bỏ ra ha, phân cũ ra thì mình đổi lại một lần nữa, thì một cái bao phân đó nó chỉ được 6 tháng một lần thôi, chứ mình trồng quanh năm thì không có được nha cả nhà. Thì đầu tháng 10 mình đổi cái phân mới lại, rồi mình đem vô trong cái nhà kính. Tại vì từ tháng 4 cho tới tháng 10 thì cái phân nó đã không còn cái chất nuôi dưỡng cho cây nữa, nó đã hết cái chất phân ở trong đất rồi. Thì nếu mà cả nhà không thay thì mình đem vô greenhouse thì nó sẽ chết. Thì đầu tháng 10 cả nhà đổi một lần nữa, rồi mình sẽ đem vô greenhouse. Thì vô greenhouse á, cái chất phân nó còn cái chất thì nó sẽ nuôi dưỡng cái cây của mình cho tới tới mùa hè tháng 4 mình đem ra là dừa. Thì một năm thì cả nhà sẽ đổi được 2 lần. Thì Helen sẽ chia sẻ được cái gì thì Helen chia sẻ cho tất cả mọi người. Chứ thật ra thì cái vườn của Helen là làm rất là lâu rồi. Ông xã Helen cũng giết cây rất là nhiều cho nên cũng rút kinh nghiệm dữ lắm cả nhà ơi. Thì nói tiếng dạy thì Helen không có dám dạy ai hết, nhưng mà chỉ chia sẻ thôi. Chia sẻ cho tất cả người Việt Nam để biết những cái phân nào trồng trong chậu tốt. Thì ông xã Helen cũng mua rất là nhiều loại phân, nhưng mà trồng nó cũng chai cái cây cho nên nó không có tốt nha cả nhà. Bữa nay cái chanh dây nó chín rồi nè nha cả nhà, nó vàng hơi hơi rồi nè. Đây nó vàng hơi hơi rồi. Nhưng mà đặc biệt một cái nha cả nhà là mình hái nó vô, nó vàng nó chín, mình hái nó vô mình để một tháng sau. Cái vỏ nó hơi héo héo nhưng mà trong ruột nó vẫn tươi nha cả nhà. Đây này nó chín rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Mình quay cho cả nhà xem. Thì nó cũng đã già rồi, nó chín rồi. Hay là trồng cây 4 năm nay rồi. Chết cũng rất là nhiều nha cả nhà. Cho nên cũng rút kinh nghiệm rất là nhiều. Chứ không phải là tự nhiên mà có những cái cây tươi tốt như vậy đâu cả nhà ơi. Bữa nay nó vàng vàng rồi nha cả nhà. Nó chín rồi, nó sụ xuống rồi. Bữa nay nó ra cái tược rồi, nó sẽ tháng 7 tháng 8 nó sẽ ra một đợt trái nữa nha cả nhà, là nhiều hơn nữa. Bữa nay cả nhà thấy cái cây chanh dây của Helen nè, nó ra cái tàn quá nhiều, mà tại vì mình trồng ngoài đất thì mai mốt mình sẽ đào trở lên mình để vô chậu nữa nó mất sức, cho nên không có thể mà trồng ở ngoài đất được. Ông xã Helen cũng có trồng thử một cây nhưng mà cho nó chết luôn nha cả nhà. Còn cái này thì mình đem vô mình che nó lại cả nhà ơi. Thì Helen sẽ quay những cái loại trái cây của Việt Nam mình. Thì ông xã Helen đều trồng trong chậu hết, khoảng 90% là trồng ở trong chậu nha cả nhà. Tại những cái loại cây Việt Nam của mình ăn trái là phải trồng trong chậu, nếu trồng ở ngoài thì mùa lạnh nó sẽ chết nha cả nhà. Còn trồng trong chậu thì mình đem vô nhà cho nó dễ nha cả nhà. Rồi mỗi mùa hè mình sẽ đem ra. Cả nhà ơi, thì những cái loại cây này Helen quay những cái chậu đó, cả nhà thấy không? Tuổi thọ của nó cũng khoảng là gần 5 năm rồi nha cả nhà. Đây thì trồng bằng cái phân mà Helen đã nói cho cả nhà coi đó. Mình trồng trong chậu nhưng mà mình chăm sóc đúng cách thì nó cũng rất là tốt nha cả nhà. Helen sẽ quay hết cái khu vườn của Helen cho cả nhà xem, là tất cả đều trồng trong chậu hết. Cả nhà thấy không? Rất là tốt nha cả nhà. Bông đơm đầy luôn. Rồi trái rất là nhiều.
cả nhà thấy nó tốt mà nó cao không? Cái cây này tuổi của nó mới có 1,5 năm thôi nha cả nhà. Cây táo nè, loại táo này là loại táo tròn bự xanh á, bên Việt Nam mình trồng á cả nhà, chỉ có 1,5 năm thôi mà nó cao nó lớn như vậy đó. Những cái đó là cây ổi nha cả nhà, đều có trái hết. Thì trái quá nhiều đi, bây giờ ông xã hay mình phải buộc nó lên chứ thôi là nó sẽ gãy cái cành hết. Nó màu lớn lắm cả nhà ơi, 3 tuần rồi hay mình quay lên cái video, nó còn nhỏ xíu mà bữa nay nó bự rồi cả nhà ơi. Xem đây là cây tắc, những cây tắc bự này nè cả nhà thấy không, đó nó đang ra được là đã 2 năm rồi đó nha cả nhà, 2 năm trời nó mới có nhiêu đây. Thì đây là những cái nhánh mà ông xã Helen cắt cái nhánh rồi mình sẽ ghim xuống dưới cái đất, cây nào sống được thì nó sống, còn cây nào chết thì thôi. Thì khi nó sống rồi là mình sẽ đem nó qua đây nè cả nhà, đó cả nhà thấy không, đem nó qua đây rồi 2 năm rồi đó cả nhà, nó được vô đây đó, được 3 cây nha cả nhà. Đây mấy cây này cũng sống luôn nè, rồi ông xã hay là mình sẽ đem vô chậu, nhìn cũng mắc cười không cả nhà. Ông xã hay là rất là chịu cực nha cả nhà, đi làm 6 ngày tuần mà về còn phải làm mấy cái này nữa, rất là cực, cực dữ lắm cả nhà ơi. Phải dọn dẹp, phải chăm bón nó, phải tưới nó mỗi ngày chứ không thôi là không có thể nào mà nó sống nổi nha cả nhà. Tại bên đây nắng mùa hè là cả 100 trên 100 độ, mình phải chăm sóc nó. Đây là những cái tắc thành quả của ông xã Hà Linh cắt những cái nhánh để trồng mình nha cả nhà, chia sẻ cho tất cả mọi người xem. Cả nhà ơi, cây này là cây ớt hiểm. Cái trái này là ở bên Việt Nam hay là đem cái giống qua nha cả nhà. Cả nhìn nhà, nhà nhìn nó màu trắng với lại có màu xanh nữa. Mà năm nay ông xã hay là gieo lộn cho nên nó ra không có ra cái màu xanh. Nhưng mà đặc biệt một cái là mình trồng ở trong chậu. Cả nhà nhìn đi, đây là ở trong chậu. Nhưng mà mỗi năm á, mình tới mùa lạnh rồi thì mình sẽ cắt cái gốc của nó, cả nhà thấy không, mình chừa lại một chút xíu. Đây cái này là cái gốc cũ rồi, nay là mấy năm rồi nha cả nhà, chứ không phải là cái gốc mới nha cả nhà, không có trồng. Rồi mình mùa lạnh mình đem vô cái greenhouse, mình đem vô trong cái nhà kính á, rồi tới mùa hè mình đem nó ra thì mình sẽ thay phân nó thì nó sẽ mọc lại cái nhánh mới nha cả nhà, chứ để mình trồng lại thì nó lâu. Trái ăn rất là thơm, thì bên Việt Nam người ta gọi là ớt hiểm, chim nó ỉa nha cả nhà, thì mình hay gọi cái tiếng như vậy. Nhà thấy không, có cái trái màu xanh nữa, trái màu xanh ăn cũng thơm lắm mà nó da nó giòn lắm nha cả nhà. Cả nhà ơi, thì Helen sẽ chia sẻ cái loại giống dưa leo này là ngon dữ lắm nha cả nhà, ngọt mà nó giòn lắm. Mình mua cái giống dưa leo này ở tiệm của đại hàng này nha cả nhà. Đây Helen quay lại cái chữ đại hàng, mà nó ăn rất là dai, nó ăn lâu lắm. Còn cái loại dưa leo của Việt Nam mình thì nó mau tàn nha cả nhà. Cái này là trái
rất là nhiều. Thì cái loại dưa leo mà Helen nói cho cả nhà với chia sẻ cho cả nhà để mua cái giống của nó trồng. Đây thì ông xã Helen trồng được 4 dây trong một cái chậu nha cả nhà. Thì cả nhà xem đây. Nó cao khoảng trên 2 thước mà nó tốt nè cả nhà ơi. Helen quay từ ở trên ngọn xuống cho cả nhà coi. Mà cái giống dưa leo này trái rất là nhiều nha cả nhà. Helen sẽ quay những cái trái của nó. Một cái mắt của cái dây dưa leo là một trái nha cả nhà. Đây nó có trái bự rồi nè. Đây là chỉ có trồng mới có hơn 3 tuần thôi. Mỗi cái mắt dây dưa leo là một trái. Rất là nhiều trái nha cả nhà. Cả nhà thấy trái của nó không? Dễ thương dữ lắm. Mỗi mắt là mỗi trái. Hay là quay sát lại nè. Lên đây. Cái này là một dây nè nha cả nhà. Lên trái của nó đây. Trái của nó. Quay rõ cho cả nhà coi. Trái của nó nè. Đó. Một mắt của cái dây là một trái. Cái trong cái chậu này là được 4 dây nha cả nhà. Mà trái rất là nhiều. Lần sẽ quay cái bên hông đây. Có những cái trái nó đã lớn rồi nè. Nó núp trong kẹp này cả nhà ơi. Đây, trái của nó nè cả nhà. Thấy thương lắm cả nhà ơi. Mà ăn rất là lâu nha cả nhà. Nó lâu tàn lắm chứ không phải như dưa của Việt Nam mình. Dưa leo của Việt Nam mình mau tàn quá à. Rồi. Thì hai lần sẽ chia sẻ cho cả nhà. Đây. Ông xã Helen có một cái chậu nước. Thì cái chậu nước nó nằm ấy bên kia kìa cả nhà. Cả nhà thấy cái chậu nước không? Rồi mình chuyền cái dây qua bên đây, mình cho nó nhiễu từ giọt. Đó, nó đủ nước thì cái trái dưa leo nó sẽ mau lớn và nó không có bị khô trái dưa leo. Thì để lúc nào cũng nhiễu một giọt 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 vậy hết nha cả nhà. Đó. Thấy thương lắm mà ăn dai lắm nha cả nhà. Cả nhà mua loại giống dưa leo của đại hàng này trồng thử đi. Helen sẽ quay sát một mắt cọng dây của dưa leo là một trái. Rất là nhiều trái cả nhà ơi. Thấy ham lắm. Đây là mới có chưa được 4 tuần nha cả nhà. Cái này thì trồng mấy dây ngoài đất nha cả nhà. Thì đây nó cao chừng khoảng một thước thôi. Thì Helen sẽ quay cái trái cho nó của nó cho tất cả mọi người xem. Đây là một nấc là một trái. Đây xuống nè, một trái. Cả nhà thấy không? Cả nhà. Đây. Trái đó, cả nhà nó đang ra rất là nhiều. Cả nhà ơi, cái dây bên đây cũng vậy luôn nè. Một mắt nè, hai mắt nè, cả nhà thấy rõ không cả nhà? Trái của nó đó. Ba mắt nè, bốn mắt nè cả nhà. Trái đó cả nhà ơi. Còn cái giống chanh này là cái giống chanh với trái màu vàng á, vàng hết trái chanh đó nha cả nhà. Ông xã Helen cũng trồng ở trong chậu luôn. Nhưng mà cả nhà ơi, trồng cây á thì có dịp nào Helen sẽ thấy ông xã làm thì Helen sẽ chia sẻ cho mọi người coi. Mà cái cây á, mà mỗi mùa hè thì mình cũng phải cắt tỉa cành để cho nó ra cái tược mới thì nó mới đâm cái bông ra. Chứ không phải mà cái cây mà để vậy sùm thì cái cây nó cũng không có ra trái nhiều đâu nha cả nhà. Phải cắt tỉa cành nó bỏ đi hết rồi nó mọc cái nhánh non ra thì nó mới có bông lại. Thì hôm nay Helen sẽ chia sẻ những cái phân trồng ở trong chậu và ngoài đất. Thì đặc biệt là cái phân trong chậu này nha cả nhà. Thì chúc cả nhà
trồng cái phân giống như của Helen thì đạt được kết quả trái nhiều nha. Thì Helen chỉ chia sẻ hôm nay tới đây thì cái video của Helen kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người. Nếu thích cái vườn của Helen thì Helen sẽ quay những cái video hay hơn để cho mọi người xem là ông xã Helen trồng cây như thế nào nha cả nhà. Thì còn nhiều cái loại phân mà để cho nó ra tược non hay là nó xanh thì Helen sẽ quay chờ ông xã Helen nói là trong cái clip hay sau, đợi 2 tuần sau thì Helen sẽ chia sẻ cái phân đó. Trong lúc ông xã Helen làm thì Helen sẽ quay cho mọi người coi cho nó dễ hơn, chứ giờ nói thì dễ nhưng mà khi mà làm á thì tùy theo cây bự rồi cây nhỏ rồi cái cây mà nó mạnh sức, nó có sức, rồi cái cây nó có yếu sức, rồi phải dùng cái phân nào nữa. Bây giờ Helen nói là đợi hôm xã Helen làm trong vài ngày nữa thì Helen sẽ quay cái clip mới cho tất cả mọi người xem nha mọi người. Ok, cảm ơn cả nhà. Bye cả nhà nha.